Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Suy niệm tỏa sáng đức tin. Đức Giêsu ví các môn đệ của Ngài như là cây đèn, và bổn phận của các ông là phải chiếu sáng. Các con là ánh sáng thế gian. Khi nói như thế, Đức Giêsu có ý nhắc các ông rằng, nếu bản chất của đèn là chiếu sáng, thì đời sống của các ông cũng phải tỏa sáng như vậy. Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình trong cuộc sống hàng ngày, là phải trở nên ánh sáng cho thế gian. Ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi chúng ta đều được đón nhận một cây nến cháy sáng qua lời mời gọi của vị chủ sự: hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Như thế, chúng ta thuộc về ánh sáng. Hay nói đúng hơn, chúng ta là ánh sáng, và chúng ta có bổn phận phải chiếu tỏa ánh sáng cho mọi người xung quanh. Lý do cây đèn hiện hữu là để chiếu sáng cho mọi người. Cũng vậy, mỗi Kitô hữu hiện hữu trên trần gian này là để chiếu rải ánh sáng niềm tin cho người khác thấy được con đường đi đến chân lý và hy vọng. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng con, để chúng con trở nên ánh sáng của Chúa ở đời này. Xin cho chúng con tỏa sáng đức tin của mình bằng cách sống chân thành, yêu thương phục vụ để làm vinh danh Chúa. Nhờ đó mà mọi người nhận ra danh thánh Chúa và ngợi ca danh Người. Amen.